Đây thì cũng có bạn hỏi thì Tấn chia sẻ nha. Trồng cái đậu cô que mùa này là thích hợp nhất nha mọi người. Đây nè, cái vườn cô que này là hiện tại nó lên tới tầm này nè. Mùa này là trồng đậu que là đúng ok luôn. Với lại làm hàng nha, mọi người xem nha. Đây, cái phương thức này cũng hàng đôi nhưng mà cắm bỏ hai hàng hai bên này. Bỏ hai hàng đậu hai bên nha mọi người. Đấy. Đây cái cách giăng dây mọi người xem nha. Cái này là giăng dây bao nha mọi người, chứ không có giăng dây cước như Tấn giăng nha. Mọi người xem để tham khảo nha.